Ơi, sáng sớm ra đi vòng vòng nhìn thấy này vui nè. Cái này là cái cây Gucci cho mà cái này là cây Seri mà giống như Seri Nam Mỹ á, Seri Brazil á. Dưới trong 2020 á, năm đầu tiên thì nó ra được đâu chục cái bông rồi nó đậu được hai trái à. Xong rồi 2021 thì nó không có ra bông nữa. Giờ lại nó không có được tốt lắm á, là tại vì vụ có nó vụ để nó vị trí này nè. Rồi cái bị này là chiều á, mặt trời mọc á, chiều á là mặt trời ở đây gọi vô trực tiếp nó vừa lên qua khỏi hàng rào là nó cháy lá hết, nắng quá nó chịu không nổi. Xong cái bây giờ vụ mới dời nó, bữa đó là vụ đầu mùa mùa đông, bữa đó là vụ bứng nó từ đây nè, nó trồng xuống qua bên đây, xong vụ bứng cái cây bưởi ngay đây, vụ trồng qua mấy bên đây, rồi vụ mới trồng thêm mấy cây dâu trắng ngay đây nè, để cho buổi chiều vài bữa nó cái dâu này nó lớn lên là buổi chiều nó sẽ che bít chỗ này hết, là anh này sẽ được che vào buổi chiều. Thì hôm nay ra thì thấy quá trời bông ha, thật là ngạc nhiên luôn nè. Đó lại bông nè, đó thấy không, bông ra quá trời bông. Tại vì hôm bữa nghĩ là nó sẽ chết, tại vụ bứng cũng hơi ẩu á, bứng không có để cái rễ nhiều, không có đào sâu á, cho nên cũng hơi ẩu á. Nhưng mà hôm nay thì thấy ảnh ra bông quá trời, bộ ra bông với lá non nhiều. Cái cây này rất là ngộ, cái cây này á, mỗi khi mà nó ra cái lá non á, nhìn giống như là cái nụ bông vậy đó, nhưng mà không phải. Nhưng mà cái này thì chắc chắn là bông rồi nè. Nhưng mà thường thường nó ra cái búp á, giống y chang như cái bông vậy, nhiều người cứ nghĩ là cái bông nhưng mà không phải. Mọi lần Vũ mới trồng nó, Vũ cũng cứ tưởng là nó ra bông nhưng mà không phải bông. Hôm nay thì nó ra rất là đẹp, để coi vài bữa nó coi nó có đậu được nhiều trái hơn không ha. Rồi, bye bye mọi người.